Xin chào cả nhà nghe, và xin chào và tôi hỏi và anh chị em thân mến của Kim Trang YouTube bờ của Minh Tấn. Một buổi chiều vui vẻ. Thì hôm nay thì Minh Tấn có làm những món ăn và lẩu mà trộn trộn lẩu cá, cha và quyển và hộp lộn. Thì trước mắt của mấy anh chị và mấy bạn thì đây là một món lẩu ở miền Tây, gồm có là bún, gồm có bún và cá. Còn đây là rau. Còn đây là rau. Thì em mời cả nhà và những anh chị nha và tham gia và theo dõi nha. Và thưởng thức ăn lẩu cùng với em. Đây là hộp lẩu nè mấy anh chị. Đó. Hộp gà. Em mời mấy anh và mấy chị và theo dõi kênh và ủng hộ chương trình và ăn những món ăn và lẩu và cá. Trước mắt của và mấy anh và mấy chị là hiện bây giờ là đang nấu nồi lẩu cá và đang làm. Bây giờ là em đang mở cái bếp ga lên và em sẽ cho cá lên chín hả. Em mời cả nhà và mời những và mấy anh và mấy chị và ở trong nước và ở ngoài nước thì ăn cùng em. Thì bây giờ em đang để nồi mà lẩu lên nó sôi mấy chị, đang để nồi lẩu lên chỗ sôi nè. Thì bây giờ là nó đang chờ đó. Thì những ngày qua thì mấy anh và mấy chị và cũng theo dõi và ở chung kinh của em, thì em cũng chân thành và những anh và mấy chị và đã đóng góp và nó ủng hộ cho em, thì em cũng rất là nó cảm ơn và mấy anh và mấy chị rất là nhiều và những bạn bè của Tấn. Đấy.
giảm điện, không phải không giảm điện. Em mời cả nhà ăn hột lộn nghe. Nè. Đây là hột lộn nè mấy chị, một chục nó thì nó tới 44.000 á. Nó lên dữ lắm luôn. Chạy đắng hỏi chục nhiêu là đến chục 44 hết hồn. Đây là trước mặt của em là mẹ em, là bà làm kênh YouTube, là với bà làm món ăn, là bà mà bà làm chủ em không à. Nè. Ăn đi, ăn cho no mà cho mập mập đi. Có gì nữa qua mùa dịch này thẳng gã qua Mỹ luôn. Chuyến này gã mẹ em qua Mỹ luôn. Bà chị cho qua mới nói nè, bộ tướng gã mẹ qua Mỹ. Dạ chị, dạ qua mùa dịch đi. Có bình bản của ai không? Đang làm ai? Chuyến này về Việt Nam mình. Em mời cả nhà nghe và những bạn bè của Tuấn và ăn lẩu cùng em và mời đại gia đình. Những ngày qua thì mấy anh và mấy chị và những bạn bè của Tuấn thì đã mà quan tâm cho Tuấn và đã mà ủng hộ cho Tuấn thì rất là nhiều và cũng rất là nó quý giá. Thì anh chị với mấy bạn thì những bạn bè ở nước ngoài thì em rất thiệt cũng cảm ơn những mà mấy cô mấy bác ha. Yeah. Thì đã ủng hộ kênh cho em thì kênh em sẽ làm về chủ đề những các món ăn thì cho mà mấy anh và mấy chị coi và theo dõi và cũng làm theo ăn nữa. Thì ở bên Nhật với bên Hàn Quốc thì mấy anh và mấy chị thì chưa có ai biết về những mà mấy cái món này. Em xin chào và mấy anh và mấy chị và đã và theo dõi và ở trong kênh em. Thôi thì em sẽ là nó ngừng cái video này nó tại đây. Thì tối nay thì sẽ cho mà mấy anh và mấy chị coi. Xin chào và mấy anh và mấy chị ạ. Mình xin chào mấy bạn trên trang chỗ TikTok của mấy tửng nha, và những mấy bạn mà thanh niên trẻ giống mình và những bạn nữ cũng vậy nữa. Thì mình có đôi lời này thì mình cũng nói cho mấy bạn như sau: yêu là phải trung thủy, con thì phải hiếu, bạn thì phải chân thành. Đó. Nắng thì màu phải đẹp, hoa thì phải thơm, ngày thì phải chọn đúng. Thì mình cũng có đôi lời này thì mình cũng gửi cho mấy bạn như sau, và bạn nữ và bạn nam. Những bạn nữ thì bây giờ thì mình phải dừng lại cái cuộc chơi. Thứ hai, mình cũng tìm cho mình một việc làm và tìm cho mình là một được cái nghề. Và những bạn nam cũng vậy, thì mình phải đi mà học nghề và mình cũng kiếm nghề nghiệp cho mình và lo về nó tương lai cho mình, lo về cho vợ con của mình sau này. Và mình cũng dừng lại trong những cái cuộc chơi nào đó thì mình dừng lại sẽ tốt hơn sau này có gia đình ạ.